Con có đọc trên mạng quyển sách Tỉnh Thức Thiền Sư Ajahn Chah Chotiko. Trong phần quán niệm có đoạn: một thiền sinh khác trình bày với Ajahn Chah rằng bà đã đạt đến một mức độ trong thiền tập khiến bà cảm thấy vô cảm với mọi thứ bà tiếp xúc. Sư cảnh báo được bà có thể vô cảm nhưng chớ vô cảm với những thứ lay động tim người. Xin hỏi sư, đoạn này chớ vô cảm với điều gì vậy? Tôi không hiểu luôn. Bởi vì sư nói với quý vị đó là các cái bản dịch có vấn đề, quý vị không tin. Đây, sư mở cái bản đây nè, sư mở đúng cái đoạn văn mà quý vị trích dẫn đây nè. Rồi, cái đoạn trên thì không có vấn đề gì ha, không vấn đề gì ha, mà cái indifferent này đó thì đây đây dịch cái gì, vô cảm hả, vô cảm cũng không đúng nữa. Indifferent này cũng không phải là vô cảm nữa, mà nó giống như là thấy mọi thứ nó không có khác gì nhau, Tôi nói rằng là nó ngang nhau á. Ví dụ như là thì đắng cay hay là ngọt bùi thì nó cũng vậy thôi. chán với cái ly ông tứ đại À, thì dài cái kiểu như vậy nó không có cái gì nó khác nhau. Indifferent à, đó, mình tôi dùng bổ cái từ sung chút vô xíu. cảm thì từ từ. Rồi còn một cái nữa, cái này là cái sai nghiêm trọng nè. Sure you can indifferent as long as you don't run into anything that's strange to the hurt. Có nghĩa là sao? Bạn có thể sư tạm dùng cái từ xả ha, hoặc là cái tâm bình không có phân biệt đi, sư tạm dùng cái từ tâm không phân biệt đi. Rồi bạn có thể không phân biệt cho tới khi nào bạn không dính mắc vào bất kỳ cái gì đi vào trong tâm của bạn. Nếu mà sư dịch là sư dịch như vậy đấy. Mà bây giờ quý vị coi coi họ dịch cái gì. Bà có thể vô cảm nhưng chớ vô cảm với những thứ lay động tim người tính. Nó không hiểu, tôi không hiểu. Giết người á, dịch cái kiểu này là giết người. Tức là dịch sai không gì. Dịch sai mà nó sai 180 độ luôn. Sai hoàn toàn luôn, người chết nó thành người sống. Nha. Cuốn này sư chưa có đọc nhưng mà cũng hiểu nổi gì, nhưng mà ở đây sư cảnh báo quý vị một cái nè, ai người ta chứng gì kệ người ta, quan trọng là cái mình chứng nha, quan trọng là cái mình đạt được, ai chứng gì kệ người ta. Xưa anh ta nói là hòa thượng Kim Triệu đắc địa lưu, rồi ta nói bà Diếp Bà Ma đắc thánh, vân vân, quá trời quá đất. Vị đó đạt được cái cấp độ trong Phật giáo từ sơ thiền cho đến A-la-hán, đó là chuyện của vị đó, có chuyện vị đó không liên quan tới mình nha. Cái chuyện của mình là mình làm sao để mình đạt được, mình đạt được thôi, chứ cái chuyện vị đó đó, hòa thượng Kim Triệu đắc dự lưu đó là chuyện hòa thượng được nhờ, hòa thượng được Nhưng mà hòa thượng có xác nhận với tăng chúng không không? không à, người ta À nói vào nhau rồi à, đồn với nhau thôi nha. thì không không có ai xác nhận hết trơn á, cả vị a la hán mà mình thờ đức phật á, ở vị đó đắc a la hán không, vị đó cũng có trả lời, vị đó chỉ nói cái câu nó mường tượng thôi, gánh nặng nó được đặt xuống, ngũ uẩn nó đã không còn gì đó, các gánh nặng được bỏ xuống, không trở lui đời này, không ai mà nói là mình đắc hết, nó không được, mà phàm phu mà nói mình đắc mà không đắc cái chuyện tôi vị tỳ khu phạm ba la di cá. Còn mà ở đây quý vị nên hiểu một cái là cái vị đó đắc được cái một cái tạm gọi chữ là một trong những cái quả, một trong một cái quả pháp hành, đó là đạt được ví dụ như dự lưu hay là sơ thiền đúng không, những cái bậc đó, cái vị đó đắc à, vị đó đắc gì, cái chuyện của mình không phải là mình thần tượng cái vị đó đắc hay là mình cần mới hiểu cái vị đó tại sao đắc hay vân vân, mà cái chuyện của mình á là mình học được cái gì từ cái vị đó nha. Ông đắc thần thông xong ông bay dèo 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 nuôi con chim nó cũng bay rồi quý vị, bay chứ ông đắc thần thông xong độn thổ tôi nuôi con dung con dế nó cũng chui xuống đất vậy, quan trọng là
cái vị này nè, cuộc đời vị này dạy được cho mình cái gì, những cái sách vở của vị đó, những cái bài pháp hay là cái thân hành của người đó dạy được cho mình cái gì. Cái vị đó không có đắc gì hết, nhưng mà cuộc đời vị đó hoằng pháp dạy giáo lý, viết sách mình đọc tới đâu mình thấm tường trao tới đó, mình tu tập đùng 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 đùng. Tôi cần cái vị đó hơn hơn rồi cái vị đắc thiện có thần thông bay dèo dèo mà mình vô mình cần vị đó. Mình giờ con thì bệnh hoạn, vợ cha mình thì nhảy lầu, dòng mình thì nó tai biến, rồi công ty thì đang giữa bờ vực phá sản. Mình vô mình gặp cái vị nào? Cái vị A có thần thông bay dèo dèo dèo. Nhưng mình gặp thứ hai là cái vị có pháp hành, có pháp học. Vị này dạy giáo lý nói cho mình nghe để mình hiểu, mình bớt cái những cái đau khổ, thì mình chọn cái vị nào? Cho Đúng. nên á, đứng giữa cái cửa, cái vị nào đắt á, chuyện gì đó, chuyện là mình học được cái gì mới quan trọng nha. Cho nên mình đừng có quá chú trọng vào cái sự, mà xin lỗi một câu tôi cũng không tin. Nhưng mà cái vấn đề là bạn này hỏi á, là hỏi cái phần dịch thì Không, nhắc thêm thôi, nhắc thêm thôi đi. dạ, Xong. cái mạng sư nhắc quý vị một chuyện đó, đó là nếu như mà quý vị đọc á, thì tốt nhất là mình nên có cái bản tiếng Anh, nói chung là cái ngôn ngữ nó họ dịch á, mình nên có văn bản gốc để mình đối chiếu. Sư nhắc lại ha, cái vấn đề ở đây á, là bản dịch sai, mà một cái lỗi sai rất là nghiêm trọng. Cho nên á, tốt nhất là cái quyển này, cái bản dịch Việt của quyển này quý vị dẹp giùm sư, dẹp liền, đừng có đọc. Tại vì nó sai một cái lỗi nghiêm trọng ở chỗ này. Quý vị lôi ra quý vị hỏi thì nó còn bao nhiêu lỗi sai nghiêm trọng mà quý vị không thấy. Hiểu vấn đề không? Rồi khi mà quý vị nghiên cứu á, quý vị đọc một cái bản dịch á, sư khuyến khích nên tìm cái bản gốc của nó để mình đối chiếu, thấy cái gì ngộ á là mình mở ra mình coi liền. Còn nếu như mà mình không có khả năng. Là giáo pháp mà yếu khổ vậy đó, thành ra dịch ra nó có phần rất bớt. Còn xin phép xin tệ trả lời câu hỏi này, do vậy Bồ Tát Di Lặc đã hoàn toàn đủ hết các ba la mật các công sư. Thì đây là câu hỏi này nó không lẽ là không trả lời trên chat, nhưng mà nó cũng liên quan tới câu hỏi trước, cho nên thôi nó cũng ngắn trả lời luôn là quả đã hoàn toàn rồi nha. Một vị Bồ Tát kiếp kiếp chót á, giống như Bồ Tát Vị-xanh-ta-rá đó, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, được rồi. Thì đó hạnh hạnh bố thí là hết luôn đó, tức là cái vòng ba la mật nó khép kín. Quý vị thấy cái đồng hồ đó, từ kim 12 mà cái kim dài á, từ kim 12 mà anh chạy chạy tới, chưa tới số 12 là còn chưa qua ngày nha, có nghĩa là phải hành một ba la mật thứ hai nữa. Chứ như đồng hồ số 12 nha, kim dài chạy chạy tới số 12 nữa, còn phút nữa chưa tới số 12 là chưa đủ 12 giờ, thì phải dứt cái nữa là nó đi qua số 12 lần thứ hai. Quên nó Mà hộ sẵn chắc mà tôi mua cái cái tít tép coi ông gì không bị viêm họng chứ không phải nước. sẵn nhắc quý vị một chuyện, sẵn nói về Bồ Tát Di Lặc, những cái văn bản nào á mà gọi là kinh á, mà vào thời Đức Phật á, mà dùng cái từ Bồ Tát Di Lặc á, là phải kiểm tra lại hết nha. Đúng mà. Tại vì vào thời Đức Phật ngài không phải tên là Di Mà tên có tên của ngài Lặc tên không gì khác, quên à. nhưng mà do các cái vị đời sau á, chế kinh á, tự nhận là kinh của Phật mà không có nghiên cứu kỹ á, cho nên á, là lôi tên là Bồ Tát Di Lặc ra mà xài. Giống như cái thời tiền kiếp á, Đức Bồ Tát lúc đó tên là Vị-xanh-ta-rá đó, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, lúc đó gọi là Bồ Tát Vị-xanh-ta-rá hay là Thái tử Vị-xanh-ta-rá, chứ không có gọi là Thái tử Bồ Tát Thích Thích Ca Ca ngang, tại vì thời điểm đó chưa thành Phật, làm sao gọi là Phật, đang hành bô mật nữa. rồi nhắc quý vị nghe vậy thôi.